Vậy chào tất cả cô chú anh chị em mình ha. Chúc cô chú anh chị em mình một buổi tối thật vui vẻ ha. Lại là em Tân đây. Quay về con tivi cho cô chú anh chị em mình tham khảo ha. Tivi bên em thì còn rất là nhiều ha. Tivi từ 32 inch đến 40, 43, 49, 50, 55, 65 ha, 75 ha. Đó, chà bá luôn ha. Rất là nhiều anh em nhìn ha. 32 inch còn rất là nhiều luôn ha. Nhưng mà bữa nay thì em chỉ quay cho anh em mình hai con 43 inch và con Samsung 43 inch và Sony 43 inch ha, cho anh em mình dễ coi theo dõi, dễ coi, dễ tham khảo ha. Đó. Trước mắt anh em là một con Sony 43 inch lên mạng wifi giọng nói ha. Đó, nhanh mượt chạy theo Android ha. TV thì còn đẹp nha, cái viền như mới anh em nè, còn keo viền còn này ha. Đó, ni lông nào keo mà dán cái viền TV vẫn còn nguyên anh em. Đó. Đẹp cực kỳ ha, để quay gần cho anh em mình coi nè. Nè, này cái miếng ni lông mà để dán cái TV vẫn còn ha, nguyên khung nguyên tem ni lông nữa ha. À, TV này thì Sony 43 inch đầu mod đi kèm là đầu mod giọng nói tìm kiếm giọng nói anh em, đầu mod mới luôn ha. Đó. Giá con này em đang bán là 3.600.000 ha. Cho một con Sony 43 inch lên mạng wifi giọng nói ha. Đó, có chân để bàn luôn này ha. Rồi quay model cho anh em mình dễ chơi tham khảo ha. À, con này là 43X 8000G ha. Đó, Sony 43X 8000G lên mạng wifi giọng nói nhanh mượt chạy hệ Android. Đó, để thử giọng nói cho cô chú cho anh em mình xem này ha, nè anh em bấm nút này giữ cho em ha, cái đèn lên em nói ha. Đó. Tân Chợ Lách Bến Tre YouTube. Đó. Anh em ha, nói rất là mượt ha. Đó, anh em bấm cái đàn nó ra liền ha. Đó. Mình bấm giữ cái này là nó nói liền anh em ha. Đó, bấm nó đang chạy, tại nó đang chạy cái mạng yếu đang chạy nè. Còn cái con trên á là cái con trên này là cái con Samsung này em, Samsung 43 inch lên mạng wifi giọng nói bluetooth luôn này ha. Đó, con này rồi, con này tìm nè, tìm bấm cho anh em luôn. Đó, kênh của em ha, Tân Chợ Lách Bến Tre ha. Đó, để em trở về cho anh em mình tìm kiếm lại cho anh em mình dễ coi này ha. Đó, nãy tìm kiếm kết quả ra này ha. Đó, rồi em bấm cái khác cho anh em mình dễ coi này ha. Quang Lập mới nhất. Chắc chắn rồi. Sau có chị Hugo hướng dẫn ha, mình nói cái là chị mình đọc xong là chị Hugo sẽ phiên dịch cho mình ha. Đó. Bấm là hát liền anh em. Đó anh em ha. Bấm cái hát liền ha. Sony 43 lên mạng wifi giọng nói giá 3.600.000. Đó, còn con này 32 inch nè, 32 inch thì em còn 4 5 con gì anh em nè. 32 inch lên mạng wifi kính cường lực. Đó, màn hình 4K, màn hình xin lỗi màn hình 2K đẹp cực kỳ anh em ơi. Đó. Lên mạng nhanh mượt ha, màn hình 2K ha. Đó. Giá là 2.200.000. Đó. Để em giảm nhạc anh em ơi. Để bắt nhạc cái mình quay cái này mình bắt nhạc nó không được anh em. Đó, cho nên anh em thông cảm ha, em giảm nhạc xuống hết mức ha. Đó. Hình ảnh thì đẹp cực kỳ anh em. Màn hình 4K luôn đó, xin lỗi 2K ha. Có chân để bàn nữa ha. Đó, giá 2.200.000 cho con 32 inch ha. Đó, 32 inch này là kính cường lực 2.2 ha, còn không kính cường lực thì 2 triệu ha. Lên mạng nhanh mượt ha. Rồi, con này Samsung nè. Samsung 43 inch. Lên mạng wifi có chân để bàn. Đó. Con này màn hình mới anh em, màn hình mới 4K luôn ha. Con này em đang bán là 4.500.000 ha, màn hình mới 4K bảo hành cho anh em mình 6 tháng ha. Đó, để em tìm giọng nói cho anh em nghe. Tân Chợ Lách Bến Tre YouTube. Đó. Nói cái này ra liền ha anh em ha, nhanh mượt ha. À, mấy cái máy này máy dòng cao nha anh em, cho nên là rất là nhanh mượt, bấm cái là nó chạy liền ha. Đó. Cái clip này em mới đăng hồi chiều nè. Đó. Cái clip xe máy này mới đăng hồi chiều anh em. Để em vô em cài đặt chế độ hình ảnh sống động âm thanh chuẩn. Cái này có bluetooth nha anh em nè, anh em bấm này bluetooth cho em ha, nè anh em kết nối danh sách bluetooth này ha. Đó, anh em muốn kết nối lo kéo ca thì anh em chơi cái Samsung này là bluetooth dễ xài dễ sử dụng nha anh em. Còn con Sony này mình muốn sử dụng bluetooth mình phải tải thêm phần mềm bluetooth ha, bluetooth canner ha. Đó, rồi anh em nào mà cứ tham khảo được cái nào mình chơi vô luôn thì alo ông Tân ha. Đó, 65 bên Samsung nè, còn cái nè 6.500.000 ha. Rồi Sony 49, 50 thì cũng còn mấy cái anh em ha. Đó, 49 inch rồi. Rồi Samsung 55 inch màn hình mới còn nguyên tem nè ha. Đó, rồi 40 inch Ohiba, rồi 43 inch đủ thứ còn nhiều lắm anh em ơi. Này đây nè.
em còn phải mấy chục cái tivi ha, để sắp lớp anh em ha. 32 inch nè. Đó, còn rất là nhiều ha, anh em chơi được cái nào thì cứ alo ha. Đó, như còn cái ổ áp 5kg nè. Cái ổ áp 5kg anh em nào mình chơi được alo em ha. Vài trăm ngàn cho anh em mình chơi ha. Tivi cũng còn nhiều, cặp loa bãi, loa hai thắt cửa bãi đem nghe nhạc thì alo ha, cực kỳ hay luôn. Đó, anh em quan tâm thì em sẽ review cho anh em mình ha. Rồi, cảm ơn em rất nhiều, chúc anh em buổi tối vui vẻ, cô chú bác mình gần xa thật nhiều sức khỏe ha. Anh em quan tâm liên hệ trực tiếp số điện thoại em ha. 0346854213, địa chỉ gần cầu Cái Gà, xã Long Thới, huyện Giá Lách, tỉnh Bến Tre. Số này em có Zalo luôn ha. Rồi, cảm ơn em rất là nhiều.